Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, khuyên dưỡng chi trừ từ sau 51 tuổi trở đi. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này sẽ hóa hung thành cát, tránh họa đắc phúc, giàu sang phú quý cho đến hết trọn cuộc đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị về nội dung tử vi chọn đời cho người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, từ 54 tuổi trở đi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Tử vi tiết lộ bí ẩn cuộc đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, ăn lộc bề trên, cả đời tích phúc, ắt hưởng chọn phú quý giàu sang, tiền tiêu ba đời không hết. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi 1971, khuyên dưỡng chi trư, con giáp này số hưởng lộc bề trên. Bao đời nay vẫn vậy, ai trong chúng ta chưa một lần vấp ngã, ai trong chúng ta chưa một lần đắng cay, và ai trong chúng ta chưa một lần rơi vào cảnh thất bại nợ nần. Nhưng tất cả những điều chúng ta trải qua ấy sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn ở cách nhìn người, nhìn đời, và trưởng thành nhất là trong chính con người mình. Trải qua bao sóng gió, đời người, thành công có, thất bại cũng nhiều, quý anh chị Tân Hợi chắc hẳn cũng luôn tự hỏi về câu hỏi khi nào ta giàu có đổi vận, thoát kiếp sống cơ cực lầm than. Nhưng Tân Hợi cũng nên hiểu một điều rằng, khổ mới là kiếp nhân sinh, bão giông mới là cuộc đời. Chỉ khi nào chúng ta hiểu những điều đó, chúng ta mới an nhiên đối diện với thực tại. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui mừng khi được đồng hành cùng quý vị anh chị tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, để chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về những bí ẩn cuộc đời của bản mệnh. Trời sinh phú quý hiền vinh, nhưng con giáp này sẽ phải trải qua nhiều sóng gió, gian truân vất vả, bạn mới đạt được sự thành công như ý. Đặc biệt, trong video này, Minh Đường Tử Vi chia sẻ vận trình chi tiết từ năm 54 tuổi, tuổi Tân Hợi sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì để chúng ta tìm được con đường tương lai tươi sáng cuộc đời mình. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, người sinh năm Tân Hợi thường cứng rắn, luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, niềm đam mê của họ là những món ăn ngon, thức uống hấp dẫn. Tân Hợi kiên nhẫn, tốt tính, phóng thoáng và là một người đáng tin cậy. Nếu bạn cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ họ, họ thích được nâng niu, trân trọng, thích phong thái thanh lịch, nhẹ nhàng, ôn hòa, không thích cuộc sống bon chen, không chấp nhận những hành động thô lỗ. Cũng vì vậy nên Tân Hợi không thích giao du quá nhiều. Nhìn chung, họ có tính tình hòa đồng, vui vẻ nhưng hơi cô độc. Tân Hợi là người hiền lành, không để bụng, thường thì họ không hay trách cứ người khác, nhưng khi đã ghét ai rồi thì đến vết nhỏ nhất, họ cũng sẽ ráng soi mói, vạch lá tìm sâu. Những người tuổi Tân Hợi đa phần biết hưởng thụ, thích cuộc sống vật chất sang trọng, xa xỉ, thích tự chiều chuộng bản thân nên khó giữ được tiền trong tay. Tân Hợi khá yếu đuối trong tình cảm, dễ bị sa ngã trước cám dỗ. Người mang mệnh thoa xuyến kim mà có nhiều sao ở khoe khoang trong cung mệnh của lá số tử vi thì lòng ham muốn hư vinh càng nhiều. Chữ Tân có nghĩa là toan tính, nên Tân Hợi thường có cuộc sống hôn nhân ít thuận lợi. Nếu khắc phục được những điều trên thì tiền bạc hanh thông, phú quý phát tài, hôn nhân hạnh phúc. Chữ Hợi là thủy, Tân là kim, do vậy can sinh chi là cách được hưởng cuộc đời khá thuận lợi. Bản thân người Tân Hợi hiền hòa, không có mưu đồ nhiều, nếu có cũng chỉ là những tính toán nhỏ chứ không đủ ác để thực hiện những chuyện gì quá ghê gớm. Tân Hợi khá bảo thủ, cẩn thận nên dễ tuột mất cơ hội làm ăn tốt. Tuổi Tân Hợi thường là người tham mưu đắc lực cho những tuổi khác. Đúng như tên gọi, châm cài tóc, thoa xuyến kim, họ luôn có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Vậy nên,
Tân Hợi luôn lấy việc cống hiến, lập công danh, trở thành niềm tự hào của bản thân. Thế nhưng, nếu xét về vận số thì lại có rất nhiều thứ chi phối cuộc đời của tuổi Tân Hợi, những thứ ảnh hưởng nhiều nhất trên cuộc đời họ lại tiềm tàng trong hai từ, cá tính. Cái cá tính này bao hàm nhiều sự nóng nảy, lắm phần bướng bỉnh, đôi khi hơi cồn, cố chấp và bảo thủ. Cái cá tính mạnh mẽ, thiếu suy tính sâu xa, thiếu lý trí dẫn dắt này của Tân Hợi sẽ khiến đường dễ thì họ lại không đi, đường khó thì họ lại đâm vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, đường vòng quanh co thì họ lại dõi theo. Thành thử, thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều, nhưng thành tựu thực tiễn thì lại ít, nhưng được một chữ thỏa. Thỏa mãn cho vạn sự mà Tân Hợi đã lựa chọn trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình, được một chữ đã, như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng, được uống một ly nước mía giải khát. Cái đã của Tân Hợi chính là việc dù trong thời điểm nào, họ cũng đã lựa chọn theo đúng đường mà họ mong mỏi. Nó có thể sai ở tương lai, có thể hối hận khi nhìn lại, có thể chẳng rút ra được bài học gì từ quá khứ đã chảy. Nhưng ít nhất nó đúng ở hiện tại, vẹn tròn cái suy nghĩ và mong mỏi hoàn mỹ cho những gì Tân Hợi đang cháy trong từng phút sống và tồn tại. Vậy nên, gọi một Tân Hợi thất bại, đó là cách bạn nghĩ thành tựu nhân sinh của họ có thể ít ỏi, nhưng trải nghiệm tinh thần của họ thì lại phong phú lắm thay. Còn trong cái suy ngẫm của chính bản thân họ, hối hận có thể chỉ ẩn chứa một phần nhỏ, còn lại, vạn sự vốn tùy tâm, vạn điều vốn tùy tính, vạn chuyện trong đời, lo toan, tính toán nhiều mà làm gì, căn bản, tiên quyết, phải thỏa cho cái sự tự do, phải sảng khoái cho cái sự bướng bỉnh của con lợn Tân Hợi, con lợn đậm chất cá tính của bản thân, nhưng không hề nhàn tản. Tuy năm 2023 này là một năm không dễ dàng, nó không dễ dàng cho rất nhiều người, không chỉ riêng bản thân Tân Hợi, tuy nhiên, với sự vận hành ảnh hưởng của trời đất, hạn 53 đến với Tân Hợi sẽ vất vả hơn nhiều. So với những gì họ toan tính, cái họ muốn làm thì lại không thành công, cái họ có được thì không nằm trong tính toán, dở dang. Thành tựu vẫn có, nhưng nó là cái nửa vời, có chăng thành công lớn nhất của 2023 này là cuối cùng con lợn bướng bỉnh cũng đã biết mình muốn làm gì, mình nên làm gì, mình sẽ làm gì và mình đang làm gì để thành tựu thăng hoa. Nó cũng là năm Tân Hợi tả tơi, đi càng nhiều thì vết chân càng lắm thì lỗi lầm càng khó tránh khỏi. Cũng là lúc tiểu nhân lợi dụng, bè lũ thù ghét chỉ đợi vậy để hớn hở lao vô. Cuộc đời của một Tân Hợi với sự thẳng tính của họ, dù có trực giác tốt về những thăng trầm của nhân tâm, thì họ cũng sẽ luôn dính vào những câu chuyện thị phi và mỏi mệt. Năm Quý Mão đến với con heo Tân Hợi với muôn vàn hứa hẹn, triệu khả năng để lại sau lưng một chút thành quả, không quá nhạt nhòa, nhưng cũng không quá rõ ràng mạch lạc. Đường Tân Hợi đã đi trong 2023 này, Tân Hợi vẫn đi, nỗ lực vẫn có, nhưng thời thế khó xuôi, nên tự thành ít ỏi, tiền tài đọng lại không đáng kể, hư hao trái phải thì lại nhiều. Nó như kiểu bị gặm nhấm, cắn đông một tí, cắn tây một tẹo, cuối cùng để lại một Tân Hợi với hai bàn tay không hẳn là trắng, nhưng cũng chẳng có được nhiều phần. Trong năm 2023 cũng là năm của những thị phi, những điều tiếng, những đì đọt củ hành của những người bên cạnh, hoặc những người xa lạ chỉ rình rập chờ thời. Cho một vụ ảnh hưởng dài lâu, có 30% là do bản thân hành vi chưa chuẩn mực và 70% còn lại là do bản mệnh Tân Hợi thu hút những kẻ thù tiềm tàng ẩn náu. Nhưng được cái họa do người hại không đáng sợ, họa do trời đày mấy đáng lo, nên tập tĩnh từ từ thì Tân Hợi cũng đi được đến hết năm, nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải. Cảm thấy một năm mà như nửa kiếp người 365 ngày, chạy đủ mỏi mệt, vất vả mà dài như 3.650 ngày. Và thậm chí ở thời điểm Tân Hợi đang đọc những dòng chữ này, dù có đã rất cận kề cuối năm, họ cũng đang mông lung, chán nản một chút gì đấy cho những vần xoay mỏi mệt trên đường đời. Tuy nhiên, thì 2023 này sẽ là điểm chung kết, điểm dứt cho vạn điều đức thành nhất tuyến sâu xa. Để khi bước sang năm mới, một thời vận mới sẽ mở ra, một đại vận tràn đầy may mắn sẽ đến với Tân Hợi. Theo tử vi chọn đời dự báo, thì khi bước sang tuổi 54, vận mệnh của Tân Hợi sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, tín chủ giống như lột xác, biến hình thành một người nào khác hẳn vậy. Khi mà sắp tới mọi thứ sẽ vượt qua một cách tốt đẹp, thời điểm này, Tân Hợi nhận được sự trợ giúp từ quý nhân, giúp cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn. Chỉ cần Tân Hợi mạnh mẽ, vững vàng, thì cho dù có khổ cực đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ giải quyết được tốt đẹp và suôn sẻ, đặc biệt là nguồn thu nhập của Tân Hợi được cải thiện rất nhiều. Người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan, tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới. Đối với những Tân Hợi làm ăn kinh doanh thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bạn bỏ ra. Vào thời gian này, chỉ cần Tân Hợi thực sự cần cù,
siêng năng, hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho bạn hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với Tân Hợi rồi đấy. Lời khuyên tổng quan tử vi chọn đời của 12 con giáp cũng khuyên tín chủ Tân Hợi không nên giữ khư khư quan điểm về một sự ổn định, bền vững quá mức lỗi thời, cũ kỹ. Hãy tìm cho mình những người hợp tác mới, những người đồng nghiệp mới, phù hợp, đồng điệu với bản thân hơn, với một vị trí, một mức lương mới, sẽ làm cho Tân Hợi cảm thấy hài lòng hơn. Có được một cuộc sống mới, với những khởi đầu mới, thú vị và đa dạng hơn, nếu như bản mệnh biết cách tận dụng những năng lực tiềm ẩn và sức mạnh tiềm tàng của bản thân. Ở sâu thẳm bản thân mình đúng lúc, đúng thời điểm và đúng cách thức, đúng phương pháp thì Tân Hợi sẽ nhanh chóng tiến đến đỉnh cao của sự nghiệp, danh vọng. Tân Hợi cũng là người có định hướng tương đối rõ ràng, cụ thể đã xác định được mục tiêu, sẽ lên kế hoạch chi tiết. Từ sau 53 tuổi, Tân Hợi sẽ nói lời chào tạm biệt với một cuộc sống bình dị, đơn giản và bình thường như trước đây. Chờ đợi Tân Hợi chính là một cuộc sống tích cực, sôi động hơn, với nhiều điều cần khám phá và những ý tưởng mới lạ, sáng tạo. Bản mệnh sẽ trở nên mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để có thể đương đầu với những thử thách ở phía trước. Tuổi Tân Hợi có cơ hội khám phá ra những phương diện, kỹ năng cùng với các khía cạnh mới của bản thân. Tân Hợi có thể tập trung hết sức mình để phát triển những khả năng của bản thân tại các năm này. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Về công danh sự nghiệp chọn đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi 1971 cho hay, ban đầu sự nghiệp của con giáp này sẽ gặp phải một số khó khăn, trục trặc, công danh không được như ý muốn. Nếu cố gắng, kiên trì chờ đợi thời cơ thích hợp, ắt sẽ có ngày thành công và ổn định vững chắc vào năm 50 tuổi trở lên. Lúc này sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, công việc tiến triển, đi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, nếu theo nghiệp quan trường, Tân Hợi còn may mắn được quý nhân tương trợ làm nên đại sự, địa vị cao quý, được nhiều người kính nể. Người tuổi Tân Hợi cũng có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời mình, nhưng họ không bao giờ tham lam, ích kỷ vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại đến người khác. Khi làm việc, những người này khá cẩn thận, chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn, họ may mắn được trời phú cho nhiều tài năng và thích hợp với lĩnh vực nghệ thuật. Nếu trở thành ca sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, tuổi Tân Hợi sẽ có nhiều cơ hội để phát triển tài năng của mình. Sự tỉ mỉ, cần cù và tấm lòng nhân hậu sẽ giúp họ trở thành những bác sĩ, y tá tâm huyết với nghề, cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, đơn giản giống như tính cách của họ vậy. Tuổi Tân Hợi không thích tranh chấp, mâu thuẫn, trong cuộc sống thậm chí tránh xa những con người nhỏ nhen, ích kỷ, bởi vậy họ thích hợp với những công việc mang tính chất xây dựng cộng đồng. Nếu như tham gia công việc có sức cạnh tranh ác liệt, họ sẵn sàng chịu thua về mình và rút lui, ngay từ thuở nhỏ, họ đã ham học hỏi, tìm tòi mọi thứ xung quanh. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ giúp tuổi Tân Hợi thành công trong các lĩnh vực như ngành nghiên cứu khoa học, thiết kế, dù giỏi kiếm tiền, nhưng họ nổi tiếng là những người tiêu pha hoang phí. Bởi vậy tuổi Tân Hợi sẽ không thích hợp với các vị trí quản lý tiền bạc, tài sản. Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Tân Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tuổi Tân Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn. Con mắt tinh tế và đầu óc phân tích sắc sảo giúp họ có cái nhìn khách quan, chính xác về nhu cầu của thị trường. Từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Tân Hợi cũng có một số nhược điểm cản trở sự phát triển kinh doanh của họ. Những người này dường như không biết cách quản lý tiền bạc và chi tiêu hợp lý. Điều đó đôi lúc khiến tuổi Hợi bị lỗ vốn trong kinh doanh. Nếu muốn công việc diễn ra thuận lợi hơn, tuổi Tân Hợi cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định điều gì đó. Hơn nữa, trong những tình huống gấp rút, bất ngờ, sự quyết đoán mới chính là yếu tố giúp họ giải quyết vấn đề. Nếu có đam mê với kinh doanh, họ nên thử sức với lĩnh vực buôn bán bất động sản. Tuổi Hợi là người lạc quan, tích cực, nên trong cuộc đời, khi gặp khó khăn họ luôn nghĩ rằng trong cái rủi có cái may, dù chuyện xui xẻo bày ra trước mắt, họ vẫn tìm được điểm tích cực để vững tin vượt qua khó khăn, cuộc đời họ cũng gặp nhiều may mắn. Khi gặp khó khăn, thử thách đều được giúp đỡ từ quý nhân, bạn bè, người thân, cũng giúp sức tận tình, làm họ có hậu phương vững chắc vượt lên, nhờ vậy mà Tân Hợi chắc chắn sẽ gây dựng được cơ ngơi đáng nể. Khi bước vào giai đoạn trung niên, đây là thời điểm hoàng kim nhất trong cuộc đời tuổi Tân Hợi, từ sự nghiệp, hôn nhân, tài vận, mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ. Về hậu vận, Tân Hợi sẽ có cuộc sống an nhàn và sung túc, đủ đầy. Về phương diện tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao,
đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho không giữ được tiền. Vận cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng, cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Xem tử vi chọn đời Tân Hợi sinh năm 1971, con giáp này có vận thế tài lộc hanh thông, là con giáp tiền tài vượng phát nhất trong số 12 con giáp. Chỉ cần nỗ lực nắm bắt cơ hội, chăm chỉ, cần cù làm việc thì tài lộc không mời mà tự tới, cuộc sống sung túc, an nhàn cho tới cuối đời. Tuy tự tin và năng lực có thừa, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng chỉ dựa vào sức mình mà nên, khi cần hãy tìm thêm sự trợ giúp của mọi người nhé. Có nhân duyên tốt nên người này may mắn có nhiều người giúp đỡ, ngay cả những lúc không ngờ tới nhất, vì thế nên chú ý gây dựng các mối quan hệ trong xã hội. Hơn nữa, về cơ bản đường tài lộc chính tài và thứ tài của người tuổi Tân Hợi đều rất tốt, hãy vững tin với lựa chọn của mình, dám nghĩ dám làm, sai thì đứng lên làm lại, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười. Có điều hành sự nên nhìn trước, ngó sau, suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Trong cuộc đời, tài lộc của tuổi Tân Hợi sẽ phân bổ không đều trong từng năm, thời trẻ tương đối tốt, nhưng sau tuổi trung niên sẽ khá hơn, thậm chí có thể kiếm thêm được tiền. Người tuổi Tân Hợi cũng rất hào phóng, rất chân thành với gia đình và bạn bè, đôi khi họ cho người khác vay tiền, nhưng họ luôn có thể nhận lại tiền của mình dưới sự chúc phúc của tài lộc. Họ cũng có nhân duyên tốt, nên người này may mắn có nhiều người giúp đỡ, ngay cả những lúc không ngờ tới nhất, vì thế, nên chú ý gây dựng các mối quan hệ trong xã hội hơn nữa, sẽ giúp Tân Hợi mở ra được thêm nhiều cơ hội kiếm tiền về tay. Trong cuộc đời vì thế cũng tích lũy được khối tài sản lớn, điền sản đất đai cũng nhiều, nhà cao cửa rộng, khang trang, về già còn được lộc con cái cho, sống hạnh phúc an vui. Tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi 1971 nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Nhâm Tý, Ất Mão, Tân Hợi, điều đó sẽ giúp công việc của họ thuận lợi, may mắn và phát triển hơn. Tuổi Đại Kỵ Tân Hợi không nên làm ăn với những tuổi này, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Canh Thân, Ất Sửu, Mậu Thìn, Đinh Mùi. Về phương diện tình cảm, gia đạo, người tuổi Tân Hợi rất tốt bụng, không đòi hỏi nhiều, vì thế họ cũng ít kẻ thù và rất nhiều bạn, họ có tài nấu nướng và thường thích tổ chức tiệc tùng. Người tuổi Tân Hợi thường là người luôn có tình cảm nồng ấm, đầy yêu thương, họ là những người của hôn nhân và gia đình, biết thông cảm và quan tâm, là hai đặc điểm khiến người tuổi Tân Hợi thành người bạn đời tuyệt vời, đồng thời họ cũng là người ngây thơ, ngọt ngào, nhút nhát và bảo thủ, và là kiểu người lãng mạn. Trong tình yêu, tuổi Tân Hợi họ là người tận tâm, nhưng nếu họ chọn nhầm người thì việc đó có thể dẫn tới đau khổ và nỗi buồn. Vì người tuổi Hợi rất chung thủy với người mình yêu mến, nếu thật sự có đổ vỡ, thì họ cũng sẽ hồi phục được và sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm. Nhưng trên hết họ là người cho, và người bạn đời của họ không nên lạm dụng điều đó, vì họ có thể nổi giận và bỏ đi. Người tuổi Tân Hợi, đa phần phẩm hạnh đoan chính, tâm hồn thuần khiết, thành khẩn, thẳng thắn, lòng dạ hiền lương, lương thiện, vì thế mọi người đều vui thích khi ở bên họ. Người sinh năm Hợi thường chân thật trong chuyện tình cảm, ít khi có ý nghĩ đen tối, hãm hại người khác. Nếu bạn yêu một người tuổi Hợi, anh ta sẽ không bao giờ lừa dối hay đùa giỡn bạn mà rất chân thành. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi Hợi tạo cho người khác cảm giác sai lầm, rằng anh ta ngốc nghếch, ngớ ngẩn, nên thường bị lừa gạt và đùa giỡn, trêu chọc. Người tuổi Hợi rất lạc quan, yêu đời, tuyệt đối sẽ không làm điều gì dại dột vì tình. Nam giới tuổi Tân Hợi có đời sống tình cảm khá ổn định, khi đã xác định rõ tình cảm của mình thì họ không dễ dàng thay đổi, tuy không có nhiều chiêu trò, nhưng vẫn có duyên nắm giữ trái tim con gái, có lẽ chính tính cách chân thành, trung thực của họ mới là điều khiến cho đối phương tin tưởng để trao gửi tình cảm. Nữ giới tuổi này rất hiền dịu, lương thiện, luôn tình cảm, song bản chất lại là người mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng là con gái nên nữ tuổi Hợi không tránh khỏi những khi yếu đuối trước tình yêu và bị chi phối bởi cảm xúc. Sau khi kết hôn, đây sẽ là mẫu phụ nữ của gia đình, là người vợ hiền, mẹ đảm mà bao người ao ước. Nếu có vợ hoặc chồng là người tuổi Tân Hợi, bạn sẽ luôn cảm thấy mình được chăm sóc, quan tâm rất chu đáo. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự chân thành, tốt bụng của họ. Tuổi Tân Hợi sẽ luôn thấu hiểu, cảm thông, lắng nghe và chia sẻ mỗi khi bạn gặp khó khăn, buồn phiền. Nhược điểm duy nhất của đàn ông tuổi Hợi đó là khá gia trưởng và bảo thủ. Họ thường đặt ra những yêu cầu cao cho cuộc tình của mình và đòi hỏi đối phương phải thực hiện. Nữ giới tuổi Hợi rất nghiêm túc trong tình yêu, họ luôn chờ đợi, tìm kiếm cho mình một mảnh ghép phù hợp. Khi yêu, cô nàng này đôi lúc dịu dàng, ân cần, nhưng cũng có lúc lại rất tinh nghịch, bướng bỉnh.
Khi đã kết hôn, họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình. Tuổi Tân Hợi dành nhiều thời gian để chăm sóc sóc cho chồng con và tổ ấm của mình. Họ là mẫu người giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa bận rộn chăm chỉ với công việc của mình, vừa có thể hoàn thành xuất sắc vai trò của một người mẹ, người vợ, người con. Theo tử vi chọn đời, gia đạo của Tân Hợi đa phần đều êm ấm, cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc. Tuổi Tân Hợi yêu gia đình của mình, luôn là trụ cột và chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng. Điều quan trọng là Tân Hợi cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa thuận. Tân Hợi cũng may mắn có con cái ngoan ngoãn, giỏi giang, gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp, mẫu mực, anh em hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, dường như rất ít khi xảy ra tranh chấp, đấu khẩu. Về phương diện sức khỏe, cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh, rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời. Cũng chính là vì gặp những họa trên, vì thế trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi, nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Theo tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi 1971, con giáp này có tuổi thọ khá cao, sức khỏe ổn định, ít khi gặp những biến cố lớn về tinh thần nên luôn mang một phong thái nhẹ nhàng, bình thản. Càng có tuổi thì sức khỏe càng yếu đi là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng nếu biết điều hòa, cân bằng cuộc sống thì sẽ mang lại sự bình an cho sức khỏe, bệnh tật cũng vì thế mà ít ghé thăm hơn. Tuy nhiên, cần phải luôn để ý, chăm lo cho sức khỏe thường xuyên bởi Tân Hợi 1971 thường ít quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Chỉ khi ốm, bạn mới nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe, còn khi khỏi bệnh, bạn lại quên đi điều đó. Khi còn nhỏ, người tuổi Tân Hợi có sức khỏe tốt, gặp nhiều may mắn, mặc dù ăn uống không khoa học, nhưng việc luyện tập thể dục thể thao cũng giúp xua đuổi bệnh tật. Ở độ tuổi trung niên và tuổi già, vẫn may về sức khỏe của người Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ không giảm sút nhiều, mặc dù sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Bệnh nghiêm trọng không mắc, những bệnh vặt khó tránh, cần phải lắng nghe và để ý nó, chăm chỉ tập luyện thể dục mỗi ngày để được sống an hưởng tuổi già bên con cháu nhiều hơn. Càng lớn tuổi, người tuổi Tân Hợi mới thực sự hiểu được việc bảo vệ cơ thể là đúng và cần thiết. Vì vậy, với sự quan tâm của bản thân, cùng với sự may mắn, cơ thể của Tân Hợi cũng được bảo vệ an toàn. Sau đây là một số lưu ý cho tuổi Tân Hợi, giúp bạn sống khỏe, sống lâu, có chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tránh xa các đồ ăn nhanh và các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, rèn luyện thể dục thể thao theo những môn yêu thích, đi bộ, yoga, tập hít thở cũng giúp cho sức khỏe luôn được đảm bảo. Ngoài ra, trong cuộc sống tuổi Tân Hợi cần phải lưu ý những bệnh như thận hư, thận yếu có thể sẽ gặp phải khi thấy các dấu hiệu như nóng trong người, đau lưng, mỏi chân, phù thủy, đi tiểu nhiều, trí nhớ suy giảm, dễ cảm cúm, rụng tóc, nhiều không rõ nguyên nhân thì nên đi khám ngay. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều quý vị anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Tân Hợi 54 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tân Hợi có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung, tử vi năm 2024, tuổi Tân Hợi không có điểm đột phá, ít sự may mắn hơn so với năm trước đó, cùng với khó khăn, thời cuộc chung, công việc nhiều bất lợi và thách thức, tiền bạc cũng khó kiếm hơn trước, nếu không chịu khó gia tăng thêm nguồn thu phụ, điểm sáng nhất năm tụ hội. Ở phương diện tình duyên, gia đạo, nhờ có các tinh chủ về nhân duyên vượng chiếu mệnh mà người độc thân có thể đón tin vui, gia đình có hỷ tín, tin vui từ con cái. Nhìn chung vận trình năm 2024 không quá ảm đạm, vẫn có thời điểm vận khí lên, có các tinh cứu giải, chỉ cần đương số tập trung làm ăn, nỗ lực lăn xả hết mình, chủ động sáng tạo, không đi theo tâm lý đám đông thì đâu sẽ có đó, công lao bỏ ra rồi sẽ được đền đáp tương xứng. Đánh giá từng phương diện, công việc làm ăn khá, công việc y án như cũ, khó có sự chuyển biến mang tính đột phá. Người làm công ăn lương, người làm tư, làm chủ, việc mở rộng quy mô làm ăn khá khó khăn, nhưng nếu theo đuổi tới cùng, cũng thu về kết quả tương xứng. Trong năm nên tập trung vào công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều việc phụ, hoặc đứng núi này trông núi nọ, kẻo không việc gì thành. Tài lộc trung bình, chính tài báo hiệu tiền bạc trong năm vẫn đến, chủ yếu từ nguồn thu chính, dẫu có thêm thu nhập ngoài luồng cũng chỉ ở mức trung bình. Hỗ trợ thêm thôi, vì có hao tinh tiểu hao chiếu, báo hiệu tiền bạc tụ tán thất thường,
kiếm cũng dễ mà tiêu cũng nhanh, thương quan tác động. Báo hiệu lợi nhuận từ kinh doanh buôn bán không có sự đột phá, đầu tư cũng khó thu lời lớn, chỉ mong bình ổn, có nguồn thu ổn định là may. Tình cảm gia đạo tốt, được Hồng Loan chủ đào hoa tinh tác động, tình duyên của người tuổi Tân Hợi ngày càng suôn sẻ, dù là duyên tình cờ hay do mai mối đều có tỷ lệ thành công khá cao. Lứa đôi, vợ chồng ngày càng thấu hiểu cho nhau, dẫu mâu thuẫn cũng nhanh được giải quyết, trong nhà đón tin vui con cái. Sức khỏe tốt, không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào, dẫu đau ốm cũng chỉ qua loa, gặp được thầy được thuốc nên nhanh khỏi. Lưu ý, hung tinh vong thần tác động, đôi khi khiến mệnh chủ hoang mang về tinh thần, khó làm chủ cảm xúc, dễ nổi giận khiến tỳ âm hư, hỏa vượng. Ăn uống kém ngon, tiêu hóa khó, cần chú trọng nghỉ ngơi, bớt suy nghĩ tiêu cực, đi du lịch cùng bạn bè, người thân để giải tỏa bớt căng thẳng. Các tháng tốt, xấu trong năm 2024. Các tháng tốt 2, 6, 8 và 11 âm lịch. Các tháng xấu 1, 3, 4, 7, 9 và 12 âm lịch. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy, may mắn cho người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Chọn tuổi hợp làm ăn với Tân Hợi, sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi, tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc, vì vậy tuổi Tân Hợi nên hợp tác, giao hảo với hai tuổi này để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Hợi kỵ nhất là tuổi Dần, tuổi Thân và tuổi Tỵ, nếu kết hợp làm ăn với tuổi này, vận thế sẽ đi xuống nhiều. Hướng phong thủy. Nam mệnh tuổi Tân Hợi hợp với các hướng như Đông Bắc sinh khí, Tây Bắc và hướng Tây, những hướng nhà rất tốt về đường tài lộc và điền sản. Nếu làm ăn kinh doanh thì thuận lợi, vượng phát, con cháu giỏi giang, hiếu thảo, gia đình hài hòa, viên mãn lâu dài. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi hợp với các hướng. Hướng Bắc sinh khí, đây là hướng nhà rất tốt với nữ mệnh Tân Hợi, mang lại nhiều phúc, lộc, thọ, vẹn toàn cho gia chủ. Hướng Đông phúc đức, nếu chọn hướng nhà này, mọi sự ổn định, sức khỏe dồi dào, dù bệnh tật cũng có thể may mắn vượt qua. Hướng Nam thiên y, mang lại sự viên mãn trong quan hệ gia đình, tình yêu cho bản mệnh, giúp sức khỏe được cải thiện, gặp thiên thời, địa lợi, nên làm việc gì cũng thuận lợi. Màu sắc phong thủy hợp mệnh Tân Hợi, sinh năm 1971. Màu tương sinh, thổ, vàng, vàng nâu, nâu đất. Màu bản mệnh, đen, trắng, sáng, bạc. Màu kém may mắn, thủy, đen, xanh dương. Màu kỵ, mộc, hỏa, xanh lá cây, đỏ, cam, tím, hồng. Nếu bạn muốn lựa chọn màu xe, trang phục, trang trí nhà cửa hay mua vòng tay phong thủy, cũng có thể chọn những gam màu tốt lành nêu trên để mang lại may mắn cho chính mình. Phật bản mệnh cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ, che chở và phù hộ cho mình, tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh, thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn, chủ quản 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, Phật bản mệnh tuổi Tân Hợi là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là một trong các vị thần có tuổi thọ vô lượng thọ, không thể lượng được tuổi thọ. Ngài là vị giáo chủ của cõi cực lạc phương Tây. Phật A-di-đà được biết đến với 48 lời nguyện lớn trước khi trở thành Phật. Một trong những lời nguyện đó là sẵn sàng tiếp dẫn chúng sinh khi chúng sinh niệm danh hiệu của Ngài. Ngài phù hộ chúng sinh giải trừ mọi phiền não, nhọc nhằn, vất vả, có khả năng sáng tạo, đem lại lợi ích cho cả gia đình và xã hội, góp công xây dựng sự nghiệp nhà Phật, từ bi hỷ xả cho muôn loài. Nhận được sự bảo hộ của Phật A-di-đà, nếu người tuổi Hợi mang theo người những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Đức Phật che chở, bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan, thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành cát tường. Đức Phật A-di-đà là Đức Phật làm giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Ngài có các tên gọi khác là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Ngài cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát được gọi là ba vị thánh của phương Tây. Quý vị thân mến, khi đến tuổi trung niên, có người sống những tháng năm vui vẻ, có người lại u uất, muộn phiền, khi về già cũng là lúc chỉ còn lại khoảng thời gian cuối cùng trong đời người. Bạn đã có con đường lui của mình chưa? Đời người phải trải qua biết bao nhiêu biến cố và có những việc con người lực bất tòng tâm, không thể nào lựa chọn, cũng không thể trốn tránh. Do đó, hãy sống cuộc đời tốt nhất mà bạn có thể, bởi cuộc sống là một trò chơi, bạn sẽ học được luật chơi nếu nhảy thẳng vào đó và chơi hết mình. Cổ nhân dạy, sống trên đời này có hai việc không thể sợ,
và hai điều không thể chờ là chìa khóa vàng để sống cuộc đời an nhàn, viên mãn. Tuổi Tân Hợi nên nhận ra ngay trước khi quá muộn màng. Hai thứ không thể sợ. Thứ nhất, cô đơn. Quả thật mỗi người đều không tránh khỏi cảm giác cô đơn và sợ cô đơn. Tuy nhiên, như Giang Tấn có nói, cô đơn là bước khởi đầu của một cuộc sống thành công. Nếu không có kinh nghiệm sống một mình, bạn sẽ không biết cách hòa hợp với người khác. Bên cạnh đó, nhà tư tưởng người Pháp cũng chia sẻ, chỉ trong những khoảnh khắc cô đơn, tôi mới là chính tôi mới tự do và không bị gò bó. Vì vậy, khi cô đơn bạn nên bình tĩnh để thích nghi với sự cô đơn của mình, thi thoảng tự đưa mình vào chốn cô đơn. Tránh cuộc sống tấp nập ngày thường, để lắng lại những gì đã qua, tĩnh tâm và suy nghĩ cho những gì sắp tới. Quan trọng là chúng ta đón nhận nỗi cô đơn của mình thế nào. Tránh biến cô đơn thành tự kỷ, xa lánh mọi người và thế giới, còn thực ra cô đơn không đáng sợ như bạn tưởng. Thứ hai là cái chết. Đã sinh ra làm kiếp con người, thì dẫu là người quyền quý cao sang hay bần cùng túng thiếu, có ai mà không một lần yên giấc ngàn thu. Do đó, thay vì lo sợ quy luật của tự nhiên, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận và thay đổi góc nhìn của mình về cuộc đời. Nếu ai cũng một lần phải rời xa cõi thế gian, thì thay vì tiếc nuối, hãy trân quý từng phút giây chúng ta được sống. Hãy biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui. Hãy lưu lại cho thế hệ sau những điều tốt đẹp. Đừng hoài phí tháng năm vào những trò chơi vô bổ, vào những thú vui tầm thường. Hai điều không thể chờ. Thứ nhất, hiếu thuận. Bạn đã nhuộm trắng bao nhiêu sợi tóc của bố mẹ bạn, cha mẹ bạn đã trải qua bao nhiêu tuổi thanh xuân, đã bao lần bạn làm tan nát trái tim cha mẹ. Trên đời này chuyện gì cũng có thể đợi, duy chỉ có việc hiếu kính cha mẹ là chẳng thể thong dong. Bởi lẽ mẹ già như chuối chín cây, biết ngày nào rụng biết ngày nào rơi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi. Nợ tình dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển rộng sông dài, có lẽ nào chúng ta lại để mặc cho công việc bận rộn và cuộc sống bộn bề kéo chúng ta rời xa cha mẹ. Có thể nào cha mẹ mãi ở đó trông ngóng từng cuộc điện thoại của chúng ta, khắc khoải chờ mong bóng con về. Vậy nên, việc hiếu kính, đền đáp ân tình sâu nặng của cha mẹ là việc chẳng thể nào xếp sau. Thứ hai, giữ gìn sức khỏe và tận hưởng cuộc sống. Con người cả đời mải miết chạy theo danh, lợi, tình, tiền mà quên mất vốn quý nhất của mình là sức khỏe. Tuổi trẻ thường dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc, tới khi già lại dùng tiền bạc đổi lấy sức khỏe. Bởi lẽ sức khỏe là cái gốc của chúng ta, không có sức khỏe thì dẫu tiền bạc như núi, danh vọng vang dội, tình yêu chan chứa, chúng ta cũng chẳng thể hưởng thụ và trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy. Do vậy, dù bận rộn lo cho thành công trong cuộc sống, cũng đừng bao giờ quên vốn quý nhất của mình chính là sức khỏe, đừng đợi đến lúc sắp mất mới thấy biết yêu cuộc sống. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết phần chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.